Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay em Thọ sẽ mang tới cho tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một lô đất trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Thì vị trí đất là nằm ngay mũi tên em Thọ đánh dấu màu vàng anh chị này. Đấy, vị trí này thì nó cũng nằm gần cái công viên này anh chị nhé. Đấy, nằm xéo xéo công viên đấy. Và lô này thì có diện tích là ngang 5 và chiều sâu 18 anh chị nhé. Và trục đường của nó nằm trên là trục đường 14m anh chị này. Đây, vị trí đất là nằm từ dựa cái cây này anh chị nhé. Ngay chỗ có mũi tên màu đỏ của em ấy. Bỏ sang bên tay phải màn hình của chúng ta là 5m. Lô đất này rất là sạch đẹp anh chị nhé. Không vướng lội phong thủy hố ga hay trụ điện gì anh chị này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy mà lại nằm gần công viên nữa. Và vỉa hè của cái lô đất này là 3,5m anh chị nhé. Đây, vỉa hè này là vỉa hè 3,5m anh chị này. Đấy, phía ngoài này là chủ đầu tư bắn đinh vít lộ giới hết anh chị nhé. Còn phía đằng sau này sẽ cắm cột mốc bằng bê tông. Và con đường 14m này thì lòng đường này sẽ là 7m anh chị này. Đường này là đường thông ra đường Trường Chinh đấy anh chị. Ngay chỗ cái khu nhà văn hóa của xã Tiến Hưng mà bây giờ người ta đang vây lại đấy anh chị. À, là đường này thông ra đường Trường Chinh. Đấy, đường Trường Chinh thì như em nói ở những video trước rồi anh chị, thì đợt này thì người ta đang làm rồi anh chị nhé. Đấy, Tiến Hưng là chưa được nhận tiền đền bù đâu. Còn phường Tân Bình ấy là bây giờ nhận tiền đền bù và người ta bắt đầu dỡ nhà để chuẩn bị làm đường rồi anh chị nhé. Đây, gần đây có công viên anh chị này. Công viên này thì có lắp máy tập thể dục anh chị nhé. Đấy, nhà mình ở gần đây thì rất là thoáng đấy anh chị. Đấy, đường này thì thông thẳng ra phía cái lốc C4 này rồi ra cái trung tâm quảng trường ánh sáng anh chị. Và phía sau lưng lô đất này anh chị nhé, là sẽ là đường đại lộ Danh Nhân, con đường 28m ấy. Lô đất này thì nó nằm ở hướng Bắc anh chị ạ, xây dựng là xây dựng tự do anh chị nhé. Đấy, lô đất cực kỳ đẹp, không vướng lội phong thủy hố ga trụ điện gì. Anh chị đầu tư cũng được hoặc mua xây nhà cũng được. Thì nếu đầu tư thì lô này là quá đạt luôn anh chị nhé. Khu C đấy anh chị là khu mà dân người ta về xây nhà nhiều đấy anh chị. Anh chị cứ để ý những cái video mà em Thọ quay ấy, thì hầu như là bà con về xây bên khu C nhiều, do là ngày xưa là khu C có sổ trước, cho nên là dân người ta mua thích mua khu C, cho nên là dân thời điểm đó mua khu C là để xây nhà đấy chị, mua lại ấy, nên là bây giờ nhà bên này xây nhiều. Đấy, và anh chị để ý thấy không, dự án Cát Tường Phú Hưng lúc nào cũng rất là sạch sẽ và nhìn như mới luôn đấy anh chị. Do khu này là có ban quản lý dự án đấy anh chị, nên là cây cối là người ta cắt tỉa rồi cọ là người ta có dọn đều đặn, là cứ khoảng tháng là cứ cọ lên là người ta dọn rất là sạch sẽ anh chị này. Đấy, do sạch sẽ như vậy nên là người ta trong khu này ấy, là người ta xây nhà lên người ta cho mấy chuyên gia bên các khu công nghiệp thuê được đấy anh chị, cho thuê rất là được giá anh chị nhé. Đấy, sau này còn có trung tâm thương mại lên nữa thì khu này quá tuyệt vời luôn anh chị ạ. Đấy, hạ tầng cực kỳ đẹp và cực kỳ bài bản luôn anh chị nhé. Và lô đất này thì hiện tại anh chị chủ đất đang gửi em Thọ bán với một mức giá là 1 tỷ anh chị nhé. Đấy, lô này từ lô này đi đến công viên nó rơi vào khoảng là 20m thôi. Đấy, nhà mình ở đây cũng rất là tuyệt vời rồi. Còn trục đường này anh chị này thì thời lúc sốt đất ấy, trên trục đường này nó rơi khoảng tỷ tư năm mươi đấy anh chị. Lô này là nó có giá là do nó thông đường Trường Chinh đấy anh chị. Đấy, nó thông đường Trường Chinh này anh chị này. Đấy, cho nên là giá nó tốt hơn những cái khu mà đường nó không thông đường Trường Chinh. Nhưng bây giờ thì chủ đất chỉ bán giá 1 tỷ thôi. Đấy, sổ hồng sẵn sang tên công chứng ngay anh chị nhé. Anh chị mua là xây dựng tự do anh chị này. Đấy, khu C họ xây nhiều đấy anh chị. Đấy, nhà mà năm 18 đấy anh chị, nếu anh chị mà xây kiểu một trệt một lầu hoặc một trệt hai lầu giống như mấy căn này anh chị này, rộng lắm. Đấy, cái căn này là có 57 năm anh chị này, nhưng mà người ta xây một trệt hai lầu là nhìn nó to. Đấy, nhưng mà xây mà theo kiểu nhà cấp 4 như vậy thì mình nhìn nó hơi nhỏ anh chị này. Đấy, đấy những căn này, những căn xây cấp 4 này, nhưng mà những căn mà xây một trệt hai lầu giống vậy anh chị này, nhìn nó to mà nó bề thế căn nhà lắm anh chị. Đấy, ở thoải mái luôn. Gần nhà thì có công viên anh chị này. Vậy sáng vậy tối mình ra đây mình tập thể dục cũng rất là tốt này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Khu C thì em thấy là bán khá là chạy anh chị nhé. Và với mức giá khoảng 1 tỷ như vậy anh chị này, thì anh chị đầu tư sau thì em Thọ đánh giá cũng thuộc dạng dễ mua dễ bán anh chị. Đấy, và phía bên này thì khu công nghiệp thì bây giờ là công nhân người ta về đông lắm anh chị. Đợt này là bên khu ca người ta tuyển cũng gần đủ hết công nhân rồi anh chị. Cho nên là buổi sáng ấy là đường tuyến tránh này anh chị này, người công nhân người ta đi đông lắm. Đấy, và hiện tại thì em thấy trong Cát Tường Phú Hưng thì người dân cũng về xây nhà
cũng cũng tương đối đấy anh chị, hầu như tháng nào cũng có nhà xây mới phía bên khu B. Đợt này khu B thì xây nhiều anh chị, khu B tháng này thấy 2 căn vào xây rồi. Còn phía bên đường này cũng có 1 căn anh chị này, anh chị thấy ngay chỗ mũi tên của em ấy. Cho nên là anh chị nếu mà mua đất trong Cát Tường, Phú Hưng đấy anh chị, thì nếu cần thiết mà gia đình mình gấp thì mình mới phải bán. Chứ còn theo em thấy thì cũng chả cần phải bán bây giờ đâu anh chị. Vì đất trong này ngân hàng bây giờ giống như lô này ngân hàng người ta cho vay khoảng anh chị khoảng được 800 đến 900 anh chị này. Và bây giờ anh chị mua của dân mua lại còn 1 tỷ thôi thì rất là rẻ đấy anh chị. Đấy, cũng chả vấn đề gì đâu. Đất của mình là gần mọi tiện ích hiện hữu, trường học, rồi chợ, rồi bệnh viện, rồi trung tâm hành chính. Xung quanh thì có 5 khu công nghiệp lớn mà bây giờ công nghiệp thì đã hoạt động rồi, nên chả lý do gì mà mình thời điểm thị trường đang xấu như vậy mà mình phải hoảng loạn mình bán cắt lỗ đâu anh chị. Đấy, nên một số anh chị thì rơi vào tình thế là phải bán ấy, cho nên là anh chị mới bán thôi. Chứ còn hầu như khách hàng của em Thọ thì em Thọ cũng tư vấn kỹ. Trong này thì bây giờ dân cứ về đều buổi tối thì chợ đêm người ta buôn bán rất là tốt. Rồi dân về xây nhà đều mà công nghiệp thì phát triển rất là tốt thì mình chả có lý do gì mình phải bán lộ cái cơ hội đầu tư nhà mình đâu anh chị. Thì em Thọ xin tổng kết lại như vậy anh chị này. Thì lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là ngang 5, chiều sâu là 18, lô đất nằm ở hướng Bắc anh chị nhé. Và vị trí lô đất thì sạch đẹp, không vướng lội phong thủy, hố ga trụ điện gì hết anh chị ạ. Đấy, anh chị mua để xây nhà hoặc đầu tư cũng rất là tốt. Và đất của chúng ta thì nằm gần công viên anh chị nhé. Đấy, thì đó là toàn bộ cái thông tin mà ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này hoặc là mua lô đất này để về xây nhà thì cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983 023 974, em sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ, sổ sách cho anh chị tham khảo. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Nếu anh chị thấy video của em hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một like và anh chị nhấn nút đăng ký kênh nha anh chị nhé. Để khi em ra những cái video mới về khu dự án Cát Tường Phú Hưng hay có những cái lô đất đầu tư giá rẻ đấy anh chị thì em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và anh chị khách hàng mà cần ký gửi sản phẩm tại Cát Tường Phú Hưng thì cứ điện về cho em để em tư vấn kỹ cho về giá thị trường, giá có giao dịch hay là cần bán chưa hay chưa cần bán thì em tư vấn kỹ cho. Đấy, tránh trường hợp là bị sell cỏ ép giá thì mình bán lại. Thứ nhất là anh chị mà bị ép giá đấy thì anh chị bán rẻ thì làm thủng cả giá thị trường. Tại vì nói chung là em nói thật là đất em trong này cũng có, cho nên là anh chị mà bán rẻ ấy, thì em cũng lộ thôi. Nó làm thủng giá thị trường ấy thì bản thân em cũng lộ. Đấy, cho nên là anh chị cứ điện về cho em tư vấn kỹ cho. Giá nào mà nếu mà có giao dịch thì em báo anh chị là có giao dịch. Giá nào mà chào có khả năng ra thì em báo chào có khả năng ra. Chứ không để nhiều sell cò người ta ép giá đất đang tỷ 3, tỷ 4, tỷ rưỡi. Ta ép về 800, 900 em thấy nhiều đấy anh chị. Đấy, nên là cũng chia sẻ chân thành với anh chị như vậy. Đấy, thì em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị nhé. Nếu mà anh chị thấy hay và bổ ích thì hãy cho em một like và nhấn đăng ký kênh anh chị nhé. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.